Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Heo Về Kinh Tế. Hôm nay sáng mới lụm được con Kaido các bạn ơi. Ok, sáng mới hốt được con Kaido nhìn ngon lành quá trời luôn. Nhưng mà đang gặp, ôi, hồi sáng mới quay được 40 triệu vàng. Nhưng mà quay qua quẩn lại hết mẻ nó nào không hay luôn các bạn ơi. Và ôi, anh em nào có chơi game này thì chắc là anh em sẽ biết một sự kiện rất là trọng đại. Đó là event Tiêu Kim Cương đã quay trở lại. Ôi man, holy fuck. Ngoài event Tiêu Kim Cương mới tiêu đây, và một ngày heo không kiếm đủ cho mình được hơn học ngày nào cũng không có dư kim cương luôn á. Mà bây giờ hoài event Tiêu Kim Cương tới nữa rồi mà nó chỉ có 3 ngày thôi mấy ông ơi. Hoài thế thì nghĩ xem nó có ôi, quá là đáng tiếc luôn, không biết ăn được hay không nữa các bạn ơi. Ôi tôi lượm được con Kaido mà bây giờ tôi hết vàng luôn rồi. Chắc là dạ event đâu rồi, cái event đây, event Tiêu Kim Cương thì sẽ có event là này. Ui nhưng mà có cái vấn đề khá hay các bạn ơi. Ui cái này được 4 ngày, còn cái event Tiêu Kim Cương đâu rồi, đây Tiêu Kim Cương được nó được 4 ngày. Đúng rồi, 4 ngày. Ê, nếu mà 4 ngày thì lụm được 500 ngàn, 5 triệu kim cương nha, nếu có thể. Nếu thôi, chứ một ngày kiếm cũng hơi cực. Không biết đủ không? Chắc mà nếu vét hết luôn thì đủ á. Ôi, hiện tại thì một ngày chỉ kiếm được khoảng 1 triệu mốt tới 1 triệu 2 thôi các bạn ơi. Vét hết tài nguyên luôn là được 1 triệu 2 á. Thì cái video này thì nếu tối nay mà heo không bận thì heo sẽ lên live, và cái video này sẽ lên vào ngày hôm sau. Chắc bên kênh chính á. Thì hôm qua anh em nào có xem video livestream thì chắc sẽ biết là anh em là có kêu heo thì đi đổi vé mà để quay đây. À, vé này nè, đây vé này để mà đi quay kiếm vàng. 50 vé được 10 mảnh. Tôi đang suy nghĩ coi có nên không. Và vé này ngoài ba con đợt trước chúng ta sẽ có cho mình đó là một rương chọn. Ôi ta rất mê con này. Và Odin, Odin thì đem về làm đam cũng được. Ôi Monkey Dragon, ôi chưa có mảnh nào hết, bà đang 4 sao các bạn ơi, thiếu 150 mảnh. Nghe mà quái chạy đậu thiệt, nhưng mà 50 vé đổi được có 10 mảnh thì chạy ra là mình phải đổi 15 lần, 15 lần là 700 mấy mảnh. Ôi nghe mà choáng váng luôn á. Ôi 700 mấy. Ôi ôi vậy thôi từ từ, chắc xài ra gần lòng xài Kaido đỡ quá. Nhưng mà ôi hôm nay sẽ đi review Kaido nhưng mà đang hết tiền rồi nên là quyết định có 3 vé đổi cái này cái đã. Một đáng ra là đổi 10 vé đó, nhưng mà hiện tại heo đang có 7 vé cam ở ngoài. Ở lộc 3 vé cam nên đổi 7 vé thôi. Và nghe lời những người anh em thân thiện của heo. Đây quay một lần cái này coi ra rương vàng không. Rồi méo phải rương vàng mà rương này. Đây 10 lần. Ui vàng con ơi. Đã không thấy rương vàng nằm đâu cả anh em ơi. Được một rương vàng. Ui 1 triệu cho tới 10 triệu thấy là xu rồi. Rương đá 4. Ui rương báu vật thấy là xu rồi. Ôi bỏ 50 vé ra hình như là sai lầm rồi các bạn ơi. Đây thì chưa biết lấy con nào. Ở đây thì hai rương tàu.
Đây là một rương trang bị cam. Ở đây là một rương báu vật. Chắc lấy cái điếu rồi. Hết event 7 ngày rồi. Đó là có cái gì hay hay thì em sẽ up cho các bạn sau ha. Này đá 4. Ta đang tìm vàng luôn. Này báu vật. Ôi, báu vật bây giờ full mẹ nữa rồi. Này bao nhiêu đây? Ôi, được 8 triệu. Hoài bỏ 50 vé. À không, 35 vé ra. Tính luôn 3 vé kia nữa là cho nó là 50 vé đi. Ôi, lỗ sặc máu hồng luôn bồ ơi. Hơi chua tí. 8 triệu. 8 triệu giờ xài không đủ thiệt luôn á. Nếu mà đi tiêu phí 5 triệu ở đây thì được 200, 300. 300 với ở đây 300 nữa là cũng có 600 mà 750 mới đủ. Tính là khô máu vô cái này luôn nè. Nhưng mà thôi, em nghĩ là cũng không nên. Mà nếu mà muốn kiếm mảnh nữa thì ở đây 300 mấy là được 120. 300 mấy tính ra là khoảng còn lại khoảng 100. 100 là còn khoảng nhiều lắm. Có rất nhiều nên là thôi để từ từ cái đó luôn. Quậy lắm, quậy chạy đậu luôn á. Từ từ đi. Nên hôm nay chúng ta sẽ đi nâng Dragon. Cố gắng nâng Dragon thôi chứ. Ôi, chắc đưa Dragon lên đỏ luôn quá. Không biết đủ không nữa. Hiếu vàng trầm trọng luôn các bạn ơi. Ôi, game không hiếu gì ngoài hiếu vàng. Hiếu cái này nữa hả? Nhưng mà hình như là ok. Đúng rồi, uầy. Ngày mai thì nó sẽ lên được đỏ. Hay. Ok. Ủa, đá. Ủa, có mấy cái đá mới nè. Ở đâu ra được một viên này nữa vậy? Đây. Ok. Ủa lộn rồi. Ok. Uầy, đẹp luôn. Rồi. Ok. Rồi, nhưng mà bây giờ không cần con này nữa. Thử báu vật của em lô chỉ có cái này thôi à. Đem xuống cho bác Dragon. Bác Dragon. Đã tới lúc không cần đến con lô trong đội hình đi đam tướng rồi. Đi phó bản rồi. Mà bị rớt các bạn ơi, rớt xuống top 5 luôn. Oai, lại là anh em lôi mình xuống tiếp. Oai. Sáng đi Dragon cũng khá ngon, nhưng mà sau này chắc là bỏ con Katakuri, hiện tại là Kata hơi ấy. Oai. Đây, đánh từ từ nhẹ nhàng thôi, đánh im đẹp im dịu thôi. Ok. Không có gì khó khăn cả. Ok, rồi. Oai, mày búp tóc lên nhanh. Ô. Ok, không sao. Ô. Anh này người Việt Nam nè anh em. Oai, bác Dragon chỉ có 3 sao mà bác trâu bò thì chứ. Oai, bác. Cái này chắc thêm một event mà chiêu mộ nữa thì quả may mới có được một con Dragon nữa cho nó đủ 5 sao. Hiện tại thì chắc xài vậy thôi các bạn ơi. Ủa, nằm đâu vậy? À đây hả? À, 3 đến 1. À, nhẹ hiều luôn ha. Trời ơi, Dragon đánh rất là nhẹ hiều. Trời ơi. Ai, mình đang top 4, đè đầu ông top 3. Ai. Qua là mình top 2 á. Top 1 chỉ thua đúng top 1 thôi. Hôm nay top 2 nạp vô quá trời. Chơi Kaido hình như là 5 sao hay gì á. Rồi, ma heo cũng đã quay 50 lần của con Dragon rồi. Méo ổn. Không ra được các bạn ơi.
Ok. Hai gì chọn ố lộc, hai gì nãy có quay con Kaido lộn, hai con đều rồng, một con tên rồng cùng một con là con rồng, quả quyệt chứ. Đây quay Kaido 50 lần rồi cũng không ổn lắm. Để ngày mai còn 10 vé quay nốt coi sao. Còn ở đây thì ôi ấy chăm được Zoro 3 sao. Nhưng mà hiện tại thì chắc đội hình cũng đâu có hiếu đam đâu, chỉ hiếu là hiếu mảnh là lấy sao thôi chứ nào vô mình lấy là những gì đã mất. Coi đội hình nó vậy mà mình đánh không lại nè, tức kỳ chứ nào. Nhưng không không sao không sao. Ê, né né ra chơi anh lên lợi tớp nào mấy đứa ơi, cho anh xin nhẹ lại cái tớp nè. Đó là lý do tại sao mình lúc đầu mình nên nuôi con lô thường, không nuôi USB. Đi đam mấy này là đem vứt hết. Đi đấu trường là vứt hết mấy con kiểu ấy. Ôi ôi chón luôn hả? Ủa ủa cái nào mà chón hay vậy? Ôi 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 Kata chắc đi đời quá rồi. Xong ai con Kata. Ôi con lô hồi nãy nó bị đánh xa quá chứ không là nó đi rồi. Ơ kìa. Ôi ôi rồi xong rồi xong rồi, mình là đi đi sớm rồi. Ôi nó dồn vô con kata của nó nhiều lắm các bạn ơi. Ôi các bạn không thấy được cái sự mà nó dồn hết vô cho con kata của nó đâu. Ôi mình thấy nó dồn cho con kata của nó mà mình thấy còn ngán, mà thua là thua con kata của nó đó chứ con Luffy mình thì thua rồi. Ôi 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 nó né, ôi né. Ui win kìa. Ui khẳng trong đường tơ kẻ tóc. Ui Dragon nè đứng thứ nhì về đam mà chỉ có 3 sao thôi mấy ông ơi. Thì mấy ông nghĩ đi, khi mà Dragon full trời thì nó sẽ như thế nào. Ui ui tôi lên lại top 2 rồi. Nên tôi sẽ thay đổi lại đội hình. Bỏ ra. Ui ôi Kaido là chỉ có 3 sao thôi mà nó đánh cứ lộn giữa con Kaido và con Dragon biết. Thôi vứt con Dragon qua một bên đi. Nhưng mà tính ra là cũng nhờ con Aoki Kuzan ha. Khống chế liên tục. Trời ơi. Đây Haki hết nâng được nữa rồi. Hết rồi. Không còn. Bác Dragon Dragon đi cái gì ta. Để dịch cái kỹ năng coi. Đây Dragon. Ủa lộn Kaido lộn cái lộn giữa Kaido và Garen. Rồng phun lửa, Kaido biến thành rồng khổng lồ phun liên tục gây sát thương 4 lần tương ứng với tỷ lệ nhất định giá trị máu tối đa cho toàn bộ đồng đội. Ủa gì với một tỷ lệ nhất định giá trị máu tối đa cho toàn bộ kẻ địch, phá hủy hiệu ứng lá chắn. Phá hủy đa lá chắn luôn, đồng thời gây ra thêm 4 lần sát thương đối với kẻ hù yếu nhất, kỹ năng chắc chắn sẽ đánh trúng và không thể chống lại. Bạn không thể bị tổn hại bởi bất kỳ sát thương nào trong thời gian thi triển của ai. Ở đây nè, kỹ năng thứ hai nè. Lẽ có bộ đây, Kaido uống rượu và ngay lập tức hồi phục 1% máu nhất định. Sau đó hắn hét lên và gây sốc cho tất cả kẻ địch, gây sát thương gấp 3 lần bằng 1% máu tối đa nhất định, đồng thời khiến kẻ địch sợ hãi và bỏ chạy. Sát thương chắc chắn sẽ đánh chúng và không thể chống lại, khiến chúng không thể chiến đấu trong 6 giây. Phục gì khôi phục sinh lực và năng lượng, đồng thời tránh mọi sát thương trong quá trình thi triển. Ôi trâu bò hê nào bác Kaido của em. Mai là em sẽ đưa bác lên vàng liền luôn. Khi cái gì lên đỏ chứ, khi máu thấp hơn 50% bản thân sẽ được bảo vệ bởi mọi sát thương trong 10 giây và một phần máu nhất định sẽ được phục hồi. Hiệu ứng này chỉ có thể được kích hoạt trong một lần mỗi trận đấu. Ok. Ôi vậy là được một cái gọi là phiếu hồi sinh đấy. Lượng sát thương tối đa anh ta có thể nhận
không vượt quá tỷ lệ phần trăm nhất định của lượng máu tối đa của anh ta. Khi Kaido sống sót trên chiến trường, anh ta khiến tất cả kẻ thù sợ hãi và giảm đáng kể tốc độ tấn công của chúng trong toàn bộ. Hèn gì mà bây giờ nó kiểu như là kỹ năng này là nó sẽ Hikaido có trên đấu trường là ủa này khoan để coi dưới nè, nó có dịch được ở dưới không, là nó không dịch ở dưới bạn ơi. Ôi kìa, để dịch lại coi, lấy cái dịch này nè để dịch lại cho nó chắc ăn. Bị động 23, lượng máu giảm tốc tấn công của bạn suy yếu đi 41. Ui, có nó trên chiến trường là suy yếu tốc 41% hả? Ôi bác Kaido ăn gì để em đi mua rồi bác ngồi đó đi chờ em tí ha. Chứ mấy con kia là giờ vứt đi để bác vô chứ nói gì nữa giờ. Ôi, bác là VIP, bác là VIP. Quá tuyệt vời Kaido các bạn ơi, chưa biết đi đá gì. Để coi còn đi nâng báu vật không ta, hay để mai chiều gom nhiều nhiều rồi đi nâng báu vật ta. Đây, báu vật nổ ban đầu nè, bây giờ nâng lên là cũng hết một mớ kim cương á. Còn Viêu Long nữa, Viêu Long đâu ta? Hồi sáng nhớ có mở ra cái mảnh của Viêu Long mà đâu mất mẹ nó rồi. Hay là nâng lên luôn rồi hay gì á. Ôi, nó đây ta. Không phải. Vậy là chắc mở ra rồi. Hoài. Ôi, lấy ra được top 2 là thấy vui rồi anh em ơi. Giờ là chắc chắn là phải xài bát ra gần rồi. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nay review sơ bát Lộc đã lấy được bát Kaido rồi. Và Kaido 3 sao vẫn là bá nhất hiện tại nha. Đây vô ngót nghét lụm luôn anh top 1 thử cho anh em xem nữa. Có Kaido 3 sao là vô nè. Hèn chí thấy tóc mình cao lắm mà tới chừng vô đánh thì ủa sao tim mình lên nổ chậm dữ vậy. Thì ra là Kaido nó chặn tóc lại một mớ rồi. Rồi có bác Kaido trên đấu trường là một niềm vinh dự cho chúng em. Ok ok, nào. Đây anh top 1 nè, đó. Ôi, đúng vậy, nếu mà có tiền thì chắc là ôi, cái này đi đam không bồ ơi. Ôi, thấy vậy chứ. Đúng rồi. Ôi, câm lặng luôn. Ôi, tại vì xa quá nha, chứ không xa là mình lụm được rồi. Ôi kìa, rồi. Ôi, Kaido của nó mạnh quá, nó bạo kinh thì chứ. Ôi. Thấy vậy chứ cũng lụm được vài em chứ đổi đâu. Ui Kaido là đam top 1 luôn nè. Ui, còn con này thì nói làm gì nữa, không đủ trình để ăn. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.